Gia đình Mafia quyết định quay trở lại cuộc sống bình thường, nhưng cách giải quyết của họ vẫn đơn giản và thô bạo như xưa. Hôm nay, mình xin giới thiệu bộ phim Gia đình Mafia. Trong một thị trấn nhỏ ở Pháp, một gia đình nhân đêm tối đã chuyển vào nhà mới. Nam chính Fred là kẻ cầm đầu băng đảng Mafia đã về hưu để có thể rửa tay gác kiếm trở lại với cuộc sống bình thường. Ông đã giúp đỡ FBI bắt giữ lão đại của băng đảng Mafia lớn nhất. Cuối cùng lão đại ấy đã bị bắt nhốt vào tù và gia đình họ chịu phải sự truy sát của các băng đảng Mafia. FBI đồng ý giúp đỡ bọn họ với điều kiện họ phải chuyển nhà liên tục. Gia đình bắt đầu những tháng ngày chạy trốn khắp thế giới. Pháp chính là điểm dừng tiếp theo của bọn họ. Vợ của Fred là Maggie. Nhìn vẻ ngoài, bà ta là người phụ nữ dịu dàng, ấm áp. Chị gái Bella và em trai Richard đến trường như bình thường. Sau khi đến Pháp, người dân ở đây đều cười nhạo bọn họ. Maggie đến siêu thị thì bị chê bai không biết nói tiếng địa phương. Richard đến trường thì bị bạn học bắt nạt. Bella bị mấy gã côn đồ trêu ghẹo. Nhưng bọn họ là những thành viên của gia đình Mafia cơ mà. Đã là Mafia thì sao có thể nhẫn nhịn được chứ? Maggie cho nổ luôn siêu thị. Richard dùng mọi thủ đoạn để đối phó. Cậu tập hợp tất cả những người từng bị bắt nạt lại để tên côn đồ kia biết thế nào là xã hội hiểm ác. Cách của Bella thì càng nhẹ nhàng và đơn giản hơn. Cô lấy vợt tennis táng cho tên thích mơ lầm kia một trận, dạy hắn ta bỏ đi mà làm người. Vợ và con đã như thế, còn nam chính để thích ứng với cuộc sống mới. Sao Fred có thể đi con đường bình thường được chứ? Ông ta kiếm một chiếc máy đánh chữ, chuẩn bị trở thành nhà văn. Nhưng một người từng cầm đầu băng đảng Mafia như ông ta thì lấy đâu ra thơ văn để viết đây? Một ngày nọ, ông phát hiện nước trong nhà đục ngầu. Maggie nói với ông, bà đã gọi thợ sửa ống nước hàng trăm lần, nhưng thợ sửa ống nước chậm chạp không chịu đến. Fred đích thân đến gọi thợ sửa ống nước. Sau khi hắn ta đến, hắn còn không thèm kiểm tra. Hắn ta đã nói với Fred toàn bộ ống nước trong nhà đều buộc phải thay mới. Fred hỏi hắn ta chắc chắn chứ? Thợ sửa ống nước nhởn nhơ nói với ông ta, tôi muốn bắt chẹt anh đấy, còn giơ ngón tay chữ V, thái độ cợt nhả. Fred cạn lời, cầm luôn gậy đánh bóng chày đập cho hắn ta nằm thẳng trong phòng cấp cứu. Thợ sửa ống nước nói ông phải đến tìm thị trưởng. Fred đến tìm thị trưởng thành phố. Ông lịch sự nói với thị trưởng vấn đề nước chảy trong nhà mình, nhưng thị trưởng không ngừng cắt ngang lời ông ta, còn bảo không giải quyết được. Muốn uống nước thì đi mua nước mà uống. Thị trưởng là quan chức nhà nước có nhiệm vụ giúp đỡ dân chúng. Fred im lặng, ông ta lái xe đến ngoại ô. Thị trưởng bị ông ta lôi sành sạch sau xe từ nãy đến giờ. Fred cầm dao hỏi thị trưởng đường ống có sửa được hay không. Thị trưởng sợ hãi trả lời, chỉ cần đóng máy bơm nước ở cạnh công xưởng là được. Fred làm quái gì có kiên nhẫn tắt máy bơm nước chứ? Ông cho nổ luôn cả công xưởng. Ngày hôm sau, Fred dùng thân phận của một nhà văn đến tham gia một hoạt động xã hội. Maggie không đi cùng ông ta bởi vì bà phải đi mua sắm. Sau khi bộ phim của Fred kết thúc, ông ta lên bục chia sẻ câu chuyện của mình với mọi người. Fred nói từ nhỏ đã không có ai yêu thương mình, bố ông lúc nào cũng đánh đập ông vô cớ, cho đến một ngày ông ta quyết định phản kháng lại, sau đó nhúng tay vào nước lạnh để xoa dịu nỗi sợ hãi sau khi giết người. Cùng lúc đó, Richard và Bella đang thương lượng bỏ nhà ra đi. Ở trường, Richard đã phạm lỗi lầm, cậu tưởng rằng FBI sẽ đến trường bắt cậu nên vội vã chạy trốn. Còn Bella vì yêu thầy dạy toán ở trường, nhưng vì lý do công việc mà anh ta phải chuyển trường. Bella vì tình yêu điên cuồng nên cô định đi theo anh ta. Hai người nhân lúc bố mẹ không có nhà, dặn dò đối phương và bắt đầu lên đường. Nhưng không lâu sau, bọn họ gặp phải một đám côn đồ. Bọn họ là người được lão đại ở trong tù phái đến. Lão đại không chịu từ bỏ việc truy sát gia đình Fred. Biết có điều chẳng lành, hai chị em muốn thông báo với bố mẹ đừng về nhà, nhưng không ai nhấc máy. Fred vừa trở về nhà từ hoạt động xã hội, ông ta phát hiện nước đã trong trở lại. Fred vui vẻ đợi vợ về để khen ngợi mình. Maggie vừa về đến cửa nhà thì đụng độ ngay với một gã côn đồ. Bà ta vội vã trốn vào nhà hàng xóm. Mấy tên mafia cầm súng bắn thẳng vào nhà của Fred. Maggie sợ hãi hét lên, nhưng nam chính của chúng ta là bang chủ cơ mà, sao có thể chết dễ dàng như vậy chứ? Ông ta đã thoát ra ngoài theo đường ống nước. Lúc này Bella và Richard cũng vội vã trở về, họ cầm súng xử đẹp mấy tên mafia. Còn Fred đi tìm Maggie, hai người cùng nhau xử lý gã áo đen đang uy hiếp Maggie. Cuộc vật lộn đầy mạo hiểm và kích thích cũng vì lý do ấy, gia đình bọn họ lại lên đường tìm nơi ở mới. Câu chuyện kết thúc trong sự im lặng của cả nhà. Một bộ phim về mafia nhưng dưới bàn tay của đạo diễn lại sinh động và cuốn hút đến vậy. Một bộ phim hành động hài hước. Cuối cùng, gia đình Fred lại bước vào cuộc hành trình mới. Một mặt là cuộc hành trình thực thụ, mặt khác đó là hành trình xóa bỏ quá khứ. Không ai sinh ra đã là người xấu, cũng không có kẻ xấu xa nào sẽ mãi xấu xa. Trong bộ phim xuất hiện rất nhiều những tình tiết hài hước. Một bộ phim xứng đáng nằm trong list phim cần xem. Nếu bạn cần phải giải quyết vấn đề thì bạn sẽ hòa nhã nói đạo lý hay cục xúc động chân động tay. Bộ phim đến đây là kết thúc. Mình là King Media, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Biết mình, tạm biệt và hẹn gặp lại.